miếng nào miếng nấy, vàng ươm ở trong phô mai, juicy. Hello Andy, xin chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn một ngày thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc các bạn nhé. Hello các bạn, trên tay Andy đang cầm món gì đây? Nhìn hấp dẫn chưa? Nhìn giống chả giò không? Còn đây là rau củ là màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu xanh rất là đẹp các bạn. Đây ngoài chả giò các bạn nhé. Đây là món thịt heo hay gọi thịt cốc lết chiên giò, thịt cốc lết chiên xù nhân phô mai với rau củ các bạn. Mà mình cuộn phô mai với rau củ mình chiên xù lên rất là ngon các bạn. Và thường thì thịt các bạn có thể chế biến rất nhiều món. Thường thì thịt mình hay chiên ướp nước mắm mình chiên nè, hoặc là ướp nước tương mình chiên nè, hoặc là nướng nè, hoặc là xào này kia. Nhưng hôm nay mình thử làm thịt chiên xù các bạn, rất là ngon luôn. Nhìn rất hấp dẫn luôn. Ăn mà nó vừa giòn tan nè, trong béo với nhân phô mai, rất là béo, rất là ngon luôn. Rất là đơn giản các bạn, rất là dễ làm. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp với anh Đi nhé. Thơm quá. Thì cái nguyên liệu chính của cái món mà thịt chiên xù các bạn, đó là thịt, các bạn có thể dùng thịt nạc, thịt nạc nè, nạc vai, hoặc là thịt nạc trăm cũng được. Nhưng mà mình thích nhất là thịt cốc lết các bạn. Thịt cốc lết nó mềm, nó ngon hơn. Đó thì mình mua cốc lết, bạn mua một miếng xong miếng to đó, rồi các bạn thái miếng mỏng ra. Còn cái này mình không có, mình mua ở chợ Mỹ nên không có bán miếng to như vậy. Họ lóc xương cái cốc lết ra rồi các bạn. Còn cái phần mỏng mỏng này nè, chút mình cắt làm hai ra cho nó mỏng một tí. Nếu mình mua hai vỉ. Rồi thứ hai nữa là phô mai không thể thiếu các bạn. Mình cuộn phô mai bên trong. Với lại mình có ớt chuông nè, xanh, đỏ, vàng. Hoặc bạn có thể dùng cà rốt cũng được, tùy thích các bạn nhé. Để mình cuộn bên trong. Rồi mình có cái rau ăn kèm thì mình có hành tây nè, với lại củ này gọi là củ cải các bạn. Củ này làm salad, làm gỏi rất là ngon luôn, gọi là củ radish á, mình có trồng ngoài vườn các bạn. Với lại cái củ cải tím, tùy tùy loại rau mình thích các bạn nhé. Rồi phần bột thì mình có bột chiên giòn nè, bột chiên xù các bạn. Rồi mình có bột bắp nè. Rồi mình có muối tiêu nè, mình có dầu nè. Giờ mình có hai cái trứng gà đó các bạn. Để một chút mình nhúng bột xong mình lăn qua đây để mình chiên cho nó giòn, nó xù lên. Đó, tất cả nguyên liệu là gồm như vậy các bạn, rất là đơn giản luôn. Cái món này mình làm ăn rất là ngon luôn các bạn. Bình thường thì mình làm những cái món thịt chiên bình thường, thịt chiên, thịt muối, thịt nướng này kia, nhưng hôm nay mình làm cái thịt heo chiên xù, ở trong mình có rau củ với phô mai ăn béo béo rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ sơ chế nguyên liệu các bạn nhé. Thịt mình ngâm với nước muối, mình pha với nước ấm ấm các bạn. Mình ngâm đây khoảng 2 phút gì đó, mình rửa cho nó sạch. Nước muối mình pha loãng loãng thôi chứ đừng có mặn quá, nó làm cho thịt nó mặn các bạn nhé. Nó ra mấy cái nhớt rồi nè, làm cho thịt nó sạch. Tơ mình cũng rửa như thế này các bạn. Tơ mà mình lột vỏ xong á, thì mình rửa sạch như thế này nó ra hết mấy cái nhớt. Nhân thật sau khi mình rửa sạch rồi nè, mình lấy khăn giấy mình thấm nó cho nó khô ba cái nước này nè. Đừng tí mình đập nó dập nó không bị văng nước cho bắn lên mình, với lại mình chiên không có bị văng dầu. Mấy miếng này mỏng mình không cần cắt, còn cái miếng này dày chắc mình phải cắt hai nó ra. Thì nếu các bạn không thích ăn thịt heo thì mình có thể thay thế bằng thịt ức gà nè, hoặc là thịt bò nè, nó mình cũng thái mỏng như thế này. Món này mình làm ăn rất là ngon các bạn, béo béo, giòn giòn. Chấm với nước sốt mayonnaise mình pha với tương ớt á, hoặc là nước sốt chua ngọt kiểu mình chấm chả giò đó cũng rất là ngon, hoặc là chấm với mù tạt cũng ngon, tùy thích các bạn.
có cái cây này nè, mình đập dập nó ra, mình đập cho nó mỏng mỏng nó ra, cái là làm cho thịt nó mềm. Giật cái khăn đó gì nó kia nó bồng cho cực 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 cực. Rồi mình đập mỏng cái này ra nè, để cho mình cuốn nó. Đúng chưa, mỏng như thế này nè. Mình dùng cái đầu này nè, mình đập nó sẽ mềm hơn, cái đầu này đập nó không có ra. Đập như thế mình giúp cho thịt nó mềm, chứ là nó mỏng ra mình cuốn nó dễ luôn. À, cứ thế mình đập cho xong thôi. Xong các bạn. Nè mình đập nó mỏng như thế này nè. Đập càng mỏng càng dễ cuốn các bạn, mình cuốn nó dễ. Chứ mình đập dày quá mình cuốn nó khó lắm. Nhưng mà đừng mỏng quá, mình mỏng quá nó sẽ bị bể, bị rách lắm. Cho nên như gì nè, xong. Xong các bạn. Mình sẽ chế biến ức chuông nè. Mình dùng mỗi thứ nửa trái nè các bạn. Mình thích ăn ớt đỏ với ớt vàng ngon hơn ớt xanh. Đỏ vàng nó ngọt, còn cái xanh này không có ngọt, mình nó hăng hăng một tí. Mình rửa xong cái mình thái đó. Mình thái sợ gì nè, tí mình cuốn nó lại. Thì ở trong nó sẽ có cái màu rất là đẹp đó, màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Ớt này mình trộn gỏi bạn, mình trộn làm salad á, mình trộn với cá ngừ á, rồi sốt mayonnaise lên ăn rất là ngon luôn, làm salad ngũ sắc á, để hôm nào mình làm. Củ hành này với cái này thấy mình bào, mình rửa sạch cái mình bào đó ra.
có cái đầu bào nè. Mình bào sợ nó ra các bạn. Lên sợi nè, rất là đẹp luôn. Mình có cái này mình bào rất là dễ các bạn, bào rất là nhanh luôn. Xong, thấy chưa? Rất đẹp luôn, đỏ đỏ trắng trắng. Cửa hàng mình sẽ sắc mỏng nó ra. Cửa hàng cái mình thái mỏng vậy nè. Xong cái mình ngâm nước. Mình ngâm nước này hầu cho nó giòn chứ là nó bớt cái độ hăng của hành các bạn. Bắp cải tím mình cũng lấy một ít mình vào cho nó có màu các bạn. Màu rất là đẹp ha. Mình dùng một ít này thôi, tí mình trang trí cho nó đẹp. Cái này mình để riêng. Mình cũng ngâm tí nước nên mình để riêng. Bởi vì nếu mình ngâm chung với củ hành á, cái này nó ra màu các bạn, ra màu tím á. Nó dính vô củ hành cho nên nó thành màu tím hết. Cho nên mình ngâm riêng này nè. Giờ mình để đó. Xong các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nè cuộn. Trứng gà thì mình cũng đập hai trứng như đây, mình đánh tan nó lên. Đánh tan xong mình để đây. Mình sẽ cho bột bắp ra đây các bạn. Bột bắp mình cho ra ngoài tí mình áo một cái lớp mỏng ở bên ngoài xong rồi mình nhúng qua bột xù nữa. Bột bắp, còn đây là bột xù. Bột chiên xù nè. Xong các bạn. Đó, trứng bột xong bây giờ mình sẽ cuốn á. Phô mai nè. Muối tiêu các bạn. Rắc một lớp mỏng lên đây cho nó vừa ăn các bạn mỏng mỏng. Xong mình cho một miếng phô mai lên đây. Xong mình cho thấy ớt xanh, ớt vỏ, ớt vàng lên. Xong mình cuốn nó lại thôi. Giống như cuốn chả giò vậy các bạn. Nếu mình cuốn lại như thế này nè. Xong cái mình thôi mình cuốn sẵn đi, tí mình lăn sao. Mình cuốn hết đi. Rất đơn giản các bạn, nó cứ thế đó. Mình cuốn nó ra. Mm-hmm.
giản và hấp dẫn hết trơn. Uống cốt nữa cho các bạn xem. Giản mà cứ thế mình cuốn cho hết xong. Cuốn từ từ, đè tay vô, cái mép này dư nè mình cuốn nó vô. Giống như mình cuốn chả giò vậy thôi. Xong. Nói là nhìn hấp dẫn chưa? Bây giờ mình sẽ nhúng bột trứng nè, bột xù nè. Giờ mình sẽ lăn vào cái bột lăn một lớp mỏng bột mặt này các bạn. Mình tha một bắp mỏng bột bắp này. Xong cái mình nhúng qua trứng. Trứng xong cái mình lăn qua bột chiên giòn. Lăn qua bột xù. Nó mới dính các bạn. Đó vậy thôi các bạn. Bây giờ mình cho chờ dầu nóng mình thả vô mình chiên thôi. Cứ thế mình lăn này hết rồi xong các bạn. Trong khi chờ dầu nóng á, mình pha hết này đi. Mình lăn đều bột các bạn, cho nó bám hết trong cái này, nó không có bị xì ra. Xong cái này nè các bạn, bây giờ mình sẽ lăn vào trứng. Có bột nhiều thế này nè nên nó mới bám vào trứng được, nó bám vào cái bột xù. Nhìn rất hấp dẫn các bạn. Quan trọng mình giọng hai cái đầu các bạn, hai cái đầu cho nó dính bột á, để chút mình chiên á cái phô mai nó không bị chảy ra. Xong các bạn, bây giờ mình đi chiên thôi. Hấp dẫn chưa? Bây giờ chảo nóng rồi nè. Giờ mình cho từng cái vô mình chiên. Mình chở nó lại, mình chiên khi nào nó vàng thôi các bạn. Rất hấp dẫn chưa, lên màu vàng rất là đẹp luôn. Vàng các bạn, màu vàng rất là đẹp luôn nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Thấy không? Cái phô mai nó không có bị chảy ra ngoài. Bây giờ mình có áo hai cái đầu rồi đó. Không rớt ra, mình có lót giấy thấm dầu nè.
chia. Còn đây còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Xong các bạn. Đi. Giãn chưa? Hấp dẫn chưa? Tí mình cắt nó ra cho các bạn xem, rất là đẹp ở bên trong luôn. Vậy là gỏi nè, salad á, mình ngâm nước xong mình nó rất là giòn các bạn, xong mình vớt làm để ráo nè. Còn đây là cái ớt mình nãy còn dư á, ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng còn dư, mình thấy chỉ nhỏ mình trộn lên cho nó có màu. Còn đây là cái tím nè, cho vô đây, màu rất là đẹp chưa. Trắng, đỏ, tím, vàng, đẹp mắt chưa. Tí mình cho sốt ra đây là mình ăn rất là ngon luôn. Cho cái rau này ra để mình làm cái hình nền cho nó đẹp mắt. Đây là những cuốn thịt cốt lết chiên xù các bạn, rất là giòn, giòn rụm luôn á. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Nhắc giòn. Hấp dẫn chưa? Ở trong nó có chi nữa nè. Thêm chi nữa ra. Giòn rụm lắm bạn, rất là ngon luôn á. Sẽ cho cái nước sốt lên salad. Này là honey mustard. Bạn mình thích ăn đồ thạt các bạn, chấm màu xà. Còn mình thì mình có cái nước sốt này, nước sốt chua ngọt dùng để chấm đồ chiên chả giò đó các bạn. Thịt chiên xù, thịt cốt lết chiên xù nhân phô mai rau củ rất đẹp luôn các bạn, xanh tím đỏ vàng nè, trắng rồi, rất hấp dẫn luôn. Đây, nhìn là miếng nào miếng nấy vàng ươm ở trong phô mai juicy. Bây giờ mời mọi người thưởng thức nha, rất hấp dẫn các bạn. Đây, những mực cuốn dài nè, mình chưa cắt, cái này mình đã cắt xong nè. Phô mai nè, juicy chưa, rất ngon các bạn, chấm vô cái này. Đã chưa, vàng óng ánh. Uống thịt cốt lết cuốn nè các bạn, giống như chả giò đó trong bánh nhân nè.
màu ở trong có chi, có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, rất là ngon các bạn. Giờ mình cắn thử nè. Rất ngon các bạn. Ăn cái vị mình thì nhìn ở hình thức mình nhìn giống như chả giò đó, nhưng ăn rất là ngon. Thay chả giò thì mình cuốn bằng cái bánh bánh tráng hoặc là bánh quỳnh thánh thì mình cuốn là mình chiên. Còn cái này là mình cuốn bằng cái thịt thịt cốc lết, mình đập da cho nó mỏng ra các bạn, cái mình cuốn nó lại rất là ngon luôn. Ở bên trong cây cây the the nồng nồng của ớt xanh đỏ vàng, với lại cái béo của chi, của phô mai. Thịt thì nó vừa chín các bạn, mình chiên đừng có lâu quá thì thịt nó bị khô, thì mình chiên vừa chín tới á, cái thịt nó mềm nó ngọt. Ở bên ngoài thì giòn giòn của bột chiên giòn rất là ngon luôn. Rất ngon, tất cả hương vị nó hòa quyện vào nhau rất là giòn và rất là ngon đó các bạn. Kèm với nước sốt chua ngọt, ngon dễ trời luôn á. Cái bột xù giòn tan rất là ngon các bạn, không có bị cứng, nó giòn nó xốp nữa. Còn đây là cái rau củ mình làm salad nè, mình trộn nè, trộn nó lên có màu tím rất là đẹp các bạn. Rất ngon luôn, màu rất là đẹp các bạn coi nè. Cái rau củ ăn rất là ngon các bạn, vì mình có ngâm qua nước á, cái nó giòn, củ hành rất là giòn, với lại ba cái rau mình ngâm nó giòn luôn, giòn giòn chua chua ngọt ngọt, ăn rất là ngon luôn. Rất ngon. Nè các bạn, cái món này mình nhìn nó cầu kỳ nhưng mình làm rất đơn giản và nhanh luôn. Cái thịt mình có thể mình dùng mà thịt nạc dăm á thì nó có mỡ, nó dai hơn, còn mình dùng thịt cốc lết các bạn, nó mềm. Thịt nó mềm mà ngọt ngon, rất là ngon luôn. Cái mình đập dập nó ra, mình đừng đập mỏng nó ra, cái mình cuốn lại rất là đơn giản các bạn. Rất là dễ làm luôn. Đó, thì mình có được cái món như thế này rất là ngon và đơn giản, không có cầu kỳ lắm. Thì nếu các bạn thích thì các bạn thử thay đổi khẩu vị, các bạn thay vì thịt mình kho, mình chiên, mình xào hay này kia, thì giờ mình thử làm cuộn như thế này, mình làm chiên xù lên rất là ngon lắm các bạn. Đó, cái này mình làm mà để tiệc rất là ngon các bạn. Mình làm món khai vị á, thay vì chả giò, đồ nguội mình đem ra mình làm cái món này kèm với salad nữa nè. Làm món khai vị ăn rất là ngon để tiệc, hoặc là mình làm cho gia đình mình ăn những ngày cuối tuần, hoặc bình thường mình làm cũng được, nếu cảnh thì mình phải làm thôi. Thích là vào bếp là mình có được những món ngon các bạn. Quan trọng là mình có thích nấu làm bếp hay không thôi. Chứ làm biển thì là làm sao có được những món ăn ngon. À, còn một điều đặc biệt rất quan trọng các bạn, đó là cái bí quyết để mình chiên cái bột chiên xù, cắt món mà mình để mà lăn qua bột mình chiên á. Thì các bạn tốt nhất bạn nên là mình áo một lớp mỏng cái lớp bột khô bên ngoài trước, sau đó mình sẽ nhúng vào trứng gà, rồi sau đó mình lăn qua một cái lớp bột chiên xù nữa, thì cái bột chiên xù nó mới bám vào cái thịt hoặc là cái cuốn của mình. Chứ nếu bạn không lăn một cái lớp bột và mỏng áo lớp bột khô áo trước á, thì bạn chỉ mà bạn lăn trực tiếp vô trứng gà xong rồi mình lăn qua bột chiên xù thì nó cũng dính, nhưng mà nó không có dính đều các cái cuốn của mình. Cho nên là đó là cũng là một cái quyết các bạn. Mình rút kinh nghiệm nhiều lần mình chiên những cái món mà chiên xù á, hoặc là tôm lăn bột rồi nè, mình tôm cái mình nhúng trực tiếp vô trứng gà xong mình lăn qua bột chiên xù á thì nó không có bám nhiều bằng cái này. Còn mình lăn qua một lớp mỏng bột trước
thì thứ nhất là nó giúp cho cái khi mình lăn qua trứng gà nó giúp cho cái bột mình nó nở ra đó, xong nó mới thì mình lăn qua cái trứng cái bột xù á thì cái bột nó sẽ bám vào cái bột của bột khô đó, nó nở ra, nó dính vào nhiều hơn đó các bạn. Đó là một cái bí quyết. Ok, bây giờ Andy xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh YouTube của Andy. Vậy thì Andy xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.